Sở Thế Giới xin kính chào quý vị và các bạn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi video để ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Quý vị và các bạn thân mến, xoay quanh chúng ta là vô vàn những điều thú vị đúng không nào? Và chẳng có lý do gì mà chúng ta không tìm hiểu chúng. Vậy thì trong video clip lần này chúng tôi sẽ đem lại cho các bạn một điều vô cùng thú vị. Và các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh miễn phí và nhấn nút biểu tượng chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một thông tin hấp dẫn nào. Các bạn thân mến, dự báo về năm 2021 của nhà tiên tri mù Vanga. Baba Vanga tên thật là Vangaria Gustorova, được mệnh danh là Nostradamus của vùng Pescan, nổi tiếng với những dự báo lạ về thế giới cho tới năm 1079. Theo tờ báo The Sun, thì bà Vanga bị mù vào năm 12 tuổi. Cùng thời điểm đó thì bà cũng biết mình đã nhận được một món quà cực hiếm từ Chúa Trời, đó là khả năng nhìn thấu tương lai. Nhà tiên tri này dự báo năm 1079 vũ trụ này sẽ không còn tồn tại và bà được cho là đã dự báo đúng những sự kiện lớn sẽ xảy ra. Bà Vanga biết trước về sự sụp đổ của Liên Xô, sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001, cái chết của công nương Anh Diana và thảm họa Chernobyl. Trước khi qua đời ở tuổi 85 vào năm 1996, thì bà tiên tri mù dự báo 2021 sẽ là một năm tìm ra cách chữa bệnh ung thư. Vào đầu thế kỷ 21, nhân loại sẽ thoát khỏi bệnh ung thư, sẽ đến ngày bệnh ung thư bị trói bằng xích sắt. Tuy nhiên thì mọi chuyện về Tổng thống Donald Trump có vẻ không ổn khi ông rời Nhà Trắng. Bà Vanga dự báo ông Trump sẽ mắc một căn bệnh bí ẩn và rằng Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ sẽ bị ốm vì một bệnh lạ, khiến cho ông bị mất thính giác và chấn thương não. Nhà tiên tri này còn dự báo nền kinh tế châu Âu sẽ sụp đổ, các phần tử Hồi giáo cực đoan sẽ tổ chức một cuộc tấn công ở châu Âu, những kẻ cực đoan sẽ dùng vũ khí hóa học chống người dân châu Âu, bà Vanga dự báo. Thế giới sẽ phải hứng chịu những trận đại hồng thủy và những thảm họa lớn, ý thức con người sẽ thay đổi. Thời kỳ khó khăn sẽ ập tới và mọi người sẽ bị chia rẽ bởi niềm tin của họ. Chúng ta sẽ chứng kiến những sự kiện tàn khốc có thể làm thay đổi số phận và vận mệnh của nhân loại. Việc sản xuất xăng sẽ dừng lại, thế giới sẽ được nghỉ ngơi. Nhà tiên tri này dường như muốn nói rằng các đoàn tàu sẽ bay bằng năng lượng mặt trời khi dự báo dừng sản xuất xăng. Dự báo kỳ quặc nhất của bà Vanga có lẽ là năm 2021, một con rồng sẽ chiếm lấy hành tinh, một con rồng sẽ chiếm đoạt nhân loại, ba người khổng lồ sẽ đoàn kết. Một số người sẽ có tiền đỏ. Tôi thấy các con số 105 và rất nhiều số 0. The Sun, những dự báo của bà Vanga không nên hiểu theo nghĩa đen. Thay vào đó nên hiểu rằng con rồng nghĩa là Trung Quốc, ba người khổng lồ là Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, và tiền đỏ là đồng 100 nhân dân tệ, tờ tiền 5.000 rupee vì cả hai đều có màu đỏ. Bà Vanga còn dự báo trong vòng 200 năm tới, chúng ta sẽ liên lạc được với người ngoài hành tinh. Sự sống trong vũ trụ sẽ được phát hiện và đột nhiên chúng ta sẽ biết rõ ràng rằng sự sống trên trái đất lần đầu tiên xuất hiện như thế nào. Thêm vào đó thì mọi người sẽ liên lạc với anh chị em tâm linh của họ từ các thế giới khác. Những dự báo của nhà tiên tri này có đúng hay không, chỉ có thời gian mới cho chúng ta câu trả lời. Các bạn thân mến, lại người với dự đoán của nhà tiên tri mù Vanga về năm 2021. Trước khi qua đời ở tuổi 85, thì bà Vanga đã kịp để lại những lời tiên tri cho vận mệnh tương lai của thế giới nhiều năm sau. Baba Vanga, sinh năm 1911 và mất năm 1996, là nhà ngoại cảm, nhà tiên tri và là nhà nghiên cứu thảo dược sống tại Bulgari. Sau một vụ tai nạn năm 12 tuổi, bà Vanga bị mù cả hai mắt và cũng từ đó, những điều kỳ lạ trong cuộc đời của bà xảy ra. Bà Vanga được mệnh danh là một trong những nhà tiên tri nổi tiếng thế giới. Truyền thông thế giới tin rằng bà Vanga đã dự đoán đúng nhiều sự kiện của thế giới như sự sụp đổ của Liên Xô, thảm họa Chernobyl, vụ chìm tàu Kostas của Nga và chiến thắng của cựu Tổng thống Nga Boris Nikolaevich Yeltsin, vụ khủng bố tháp đôi ngày 11 tháng 9 tại Mỹ, khủng hoảng di cư châu Âu hay Brexit. Trước khi qua đời, bà Vanga đã đưa ra rất nhiều lời tiên tri về tương lai cho tới tận năm 1079, năm mà bà cho rằng sẽ là tận thế của nhân loại.
Trong năm 2021, bà Vanga cũng đưa ra nhiều dự đoán đáng sợ. Có thể thấy hầu hết những lời sấm truyền của nhà tiên tri mù đều khá đen tối và u ám, dù ít nhiều cũng có những điểm sáng. Vào năm 2021, bà Vanga dự đoán về sự sụp đổ của nền kinh tế châu Âu và một vụ ám sát nhằm vào Tổng thống Nga Vladimir Putin. Bà cho rằng mối đe dọa đối với ông Putin đến từ chính đất nước của ông. Thực chất thì lời tiên tri này đã có từ năm 2020, nhưng tới nay vẫn chưa ứng nghiệm. Bên cạnh đó thì bà Vanga cũng cho rằng Tổng thống Mỹ sẽ mắc phải một căn bệnh bí ẩn khiến cho ông bị mất thính giác và ảnh hưởng tới não. Nhiều người cho rằng lời tiên tri này có thể nói tới ông Donald Trump, nhưng thực tế là thời gian qua ông Trump công bố bị nhiễm Covid-19, nhưng tới nay đã hoàn toàn bình phục. Sau đó, rất nhiều người lo sợ lời tiên tri của bà Vanga có thể ứng nghiệm lên vị tổng thống tiếp theo của nước Mỹ, đó là ông Joe Biden, người năm nay đã 77 tuổi. Nhà tiên tri mù tiếp tục cho rằng, trong năm 2021, thế giới sẽ phải hứng chịu rất nhiều trận đại hồng thủy và những thảm họa lớn. Ý thức con người sẽ thay đổi, thời điểm khó khăn sẽ đến và mọi người sẽ bị chia rẽ bởi đức tin của họ. Chúng ta sẽ phải chứng kiến những sự kiện tàn khốc sẽ thay đổi số phận và vận mệnh của nhân loại. Đối với tương lai xa, thì bà Vanga dự đoán rằng sự sống trong vũ trụ sẽ được khám phá, con người sẽ phát hiện rõ ràng về sự sống trên trái đất xuất hiện như thế nào. Trong khoảng 200 năm tới, con người có thể liên lạc với thế giới khác. Bà Vanga cho rằng Liên bang Xô Viết sẽ được xây dựng lại vào quý đầu tiên của thế kỷ 21. Cho đến nay thì thế kỷ 21 đã trôi qua được 20 năm và rất có thể năm 2021 sẽ là khởi đầu cho nhiều sự thay đổi lớn. Nhà tiên tri mù Vanga từng dự đoán xe lửa sẽ thay bằng cách sử dụng ánh sáng mặt trời, việc sản xuất xăng dầu sẽ ngừng lại. Thực tế hiện tại thì có rất nhiều cuộc thảo luận về năng lượng mặt trời và nhiều phát minh liên quan tới công bố. Một con rồng mạnh mẽ sẽ chiếm lấy nhân loại, ba người khổng lồ sẽ hợp nhất, một số người sẽ có tiền đỏ. Tôi thấy có số 100, 5 và nhiều số 0. Bà Vanga từng nói, và các nhà thông dịch đã lý giải lời nói của bà Vanga và cho rằng con rồng ở đây chính là Trung Quốc. Quốc gia đã trở thành siêu cường và chỉ đứng sau Mỹ về GDP, tài sản, phẩm quốc nội. Ba người khổng lồ có thể là Nga, Ấn Độ, Trung Quốc. Các số 100, 5 và nhiều số 0 có thể liên quan tới tiền tệ. Và trong đó tờ 100 nhân dân tệ của Trung Quốc và 5.000 rupee của Ấn Độ có màu đỏ. Ngoài những dự đoán khá tối tăm, thì bà Vanga cũng đưa ra một lời tiên tri khá lạc quan và tươi sáng liên quan tới sức khỏe con người. Bà cho rằng trong năm 2021, nhân loại sẽ thoát khỏi ung thư bằng cách sáng chế ra một loại vaccine mới. Giáo sư Kelly Nojonos, cựu giám đốc viện gợi ý Hungary, đã có một cuộc nghiên cứu và nhận thấy rất nhiều người tin vào lời tiên tri của bà Vanga, cho rằng chúng chính xác lên tới 85%. Mặc dù vậy thì cũng có người không tin điều này bởi nhiều lần dự đoán của bà Vanga đã không chính xác hoặc tới nay vẫn chưa xảy ra.